Hi, xin chào mọi người, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã trở lại với kênh của mình là Quân Hải. Nói bả chưa? Nói rồi. Ok. Chưa nói chứ. Mà mấy bạn ơi, con sưng nó chưa chịu dậy bạn. Bữa nay chơi thôi chọc nó khóc rồi, tội nghiệp bữa nay chơi bữa nay thôi mọi người. Nhây quá cũng tội nghiệp bé. Thôi bữa nay bà bảnh mình về chốt buổi cuối nha. Bữa nay bà bảnh coi tình hình như thế nào. Coi bữa sưng nó có chịu qua không, tại vì qua nãy nó không chịu, nó kiểu chúng buồn qua. Kiểu như mới mà phải từ từ phải chấp nhận thôi. Thì bây giờ sớm mình có nói với bà Năm rồi. Bây giờ này qua bên nhà bên sân kiếm hồi rủ nó quay video coi nó chịu không mọi người. Chứ để nó bệnh hoài nó chịu qua nó tội nghiệp nó. Đi. Nó lạ cái ngủ được không? Ngứa tay ha. Ngứa tay, cái bệnh ngứa tay nó không bỏ. Nghĩ sao thôi. Không bao giờ mày. Ổng qua ba lần nữa cửa không sức hết. Ai giờ ai kêu không nói để chở tủ lạnh. Cái bình có lạc ra không? Trời ơi trời gắt luôn rồi. Trời ơi nặng quá là trời. Cái bộ đồ mấy triệu bạc của người ta trời. Hello ông Tám nha. Ông ơi. Trời ơi quay sáng kêu chi vậy? Quay cho bạn coi đi. Quay coi coi cái. Thấy con sẹp ông nội ơi. Quay đây. Con sẹp luôn đó. Sao mà là sẹp nè. Đó đó. Rồi tới đây được các bạn ơi. Rồi hết rồi. Thôi em bán đi. Thôi em tám gì vậy? Em đây cho. Mẹ bà kêu bà về. Chắc chưa quen cái gì đó. Bây giờ đó. Giờ gì? Giờ nãy giờ bà Năm kêu anh qua bên lãnh kia em về ăn cơm kìa. Sớm dẫn gì chưa? Ăn cơm không ngoài. Còn bà ăn để bà Năm mới chờ cái bỏ mẹ bà. Rồi gục em bỏ gì bà ơi, giờ vừa đây chi chừ. Vừa đây chờ chứ có bỏ đâu. Bà nói gì với em chưa? Giờ hai sớm với hai con nói chuyện chưa? Có ngồi nói về mấy cái sự thật đó nè. Anh phiền câu ra nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Tại vì ngay phút này là đừng có anh bỏ bả mình, tội nghiệp bả. Ta không có muốn vậy đâu. Rồi sưng bữa nay là con giờ đây chơi hả? Dạ, chút gì đặng. Mấy giờ con gì đặng rồi mẹ con có cái gì không? Có hành động, có nói gì con không? Thì cũng thương con mà, bình thường. Đã cái gì cha nói rồi, cha không có bỏ. Giờ đã cái vụ con về đẳng mà mẹ con rồi nói hồi nhỏ lớn mà nuôi không được đó, thì hắt hủi con cái gì đây con chở về đây. Dễ gì? Cha lo cho. Cha nuôi hết trơn, chẳng bỏ đứa nào hết trơn á. Đó cha mà vui bại chuyện này ra là mấy cái dài ra cũng buồn nữa. Thì đứa con nuôi từ nhỏ tới lớn cũng quen rồi, quen tay mến chân rồi. Cha phải là đứt ruột mà phải dục vào bò gì làm gì thôi. Chứ nó cũng là đau xót như lắm. Sự thật lúc nào cũng là sự thật, quan trọng là phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Chứ đừng có cái kiểu mà nói nghe tin vậy rồi xong cái không qua bển nói chuyện với bà. Phải vậy, có làm sai luôn á. Có đâu, em cũng có nói chuyện mà con mới về đây chơi nè. Cũng hên là ở gần á, chơi tới chị đi được. Sáng giờ bà cứ buồn hoài, nói hoài. Sao sao thì bởi vậy cái chuyện này gần đó rồi cha nó giấu được tới bây giờ đó rồi với ai nữa thì tôi sẵn cho biết luôn chứ phải mà ở xa xa là cha cũng cho biết luôn. Chuyện ngoài muốn bây giờ biết mà cũng được không vậy. Chúc con về đẳng ăn cơm với mẹ. Em tại nếu em ở đây hoài, kiểu như em ở đây hoài thì bà nó kiểu như chắc nó không thương, nó không muốn tôi đâu đó thì chắc em ở đây hoài. Kiểu như người lớn suy nghĩ gì thôi. Cái người càng già suy nghĩ kiểu như càng giống như hồi đó em mới lớn không? Giờ ông Tám suy nghĩ mấy dàn gì nè mấy cháu. Mà không biết làm sao. Giờ gặp bà Năm á. Dạ. Ông Tám đến gặp bà Năm coi bây giờ cũng như đấy. Con Nhi này cũng con ruột của ông Tám. Dạ. Rồi cũng mới sưng này thì ông Tám nuôi còn nhỏ tới lớn. Dạ. Khi gần con bả thiệt nhưng bây giờ tôi để cho ông Tám nuôi luôn đi. Dạ. Nói ý nghĩ ông Tám vậy. Không, bà không chịu đâu. Tại vì bà Tám giờ bà Năm vậy không? Có, còn có, em còn có một người chị nữa. Nhưng mà cái người chị của em giờ hiện tại làm nhưng mà chưa biết là sự thật ở đây. Dạ, chưa biết. Mà nói em một điều như thế này nè. Hồi đó ba mẹ chăm em như thế nào
thì bây giờ càng về sau cái tính tình của em hồi đó sao là ba mẹ em càng ngày già ý gan như vậy luôn, cũng cần được yêu thương mà cũng cần được che chở này kia, mẹ cũng lớn tuổi em cũng phải hủ hỷ với bà. Trước đó là hai cháu cũng đã thân nhau rồi. Biết là thân rồi nhưng mà bây giờ cái... Tại vì mẹ có nói là có buồn thì đi lại đây chơi. Nó nói kế một bên đó có buồn đi lại đây chơi. Đúng rồi, lúc nào á cái người cha người mẹ cũng sợ con cái buồn. Nhưng mà con cái quan trọng là cũng phải hiểu là người lớn cũng phải cũng biết buồn. Cha mẹ cũng biết buồn, cũng cần con cái để chia sẻ. Chứ không phải vì một cái cuộc vui nào đó kiểu như là biết là mới đây em không chấp nhận được. Ngay thời điểm này em cần phải quan trọng ở với mẹ em nhiều hơn. Tại vì cái thời gian em ở với mẹ em không có. Em phải về đẳng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, quan tâm, chăm sóc hiểu mẹ em nhiều hơn. Tại vì khoảng thời gian này không nói trước điều gì. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn cũng mới tay cũng chân rồi. Từng như vậy cái bên mà giờ phải đành đòn vậy thôi. Với lại bà Nam bà cũng không muốn đâu, có một sự cố gì đó chứ không phải là ai khùng đi mà con cái đẻ đứt ruột đứt gan mà đi cho người ta nuôi gì. Thì bà thôi nè, bà cũng mới nhận em lại nè. Thì cái chuyện là vậy đó, cũng như là Trâm thì cũng bất ngờ chút điểm rồi bả ôm lộn nhau rồi. Vì cũng tại ông điểm lực rồi. Tại ông điểm lực. Lẳng hâm lắm tình cảm rồi đó. Tại đâu mày ơi, số phận á, anh chờ sắp xếp gì đó. Lẳng sớm anh đi ngang thấy bà buồn lắm á. Đặng nói chuyện với bà đi. Chứ em cũng có đặng bà sớm giờ mà. Có thấy đâu, sớm giờ thấy đặng đâu. Tự nhiên sao kìa. Sớm giờ là đây, nói chuyện với Tám không? Nhi đây chứ đâu. Nhi cũng vậy nè, Nhi cũng hâm nóng tình cảm là với ông Tám đi. Em thì đặng nói chuyện với bà Nam tới tới. Tại vì biết là mới đây là nên cái chỗ ngủ nó kiểu như nó còn hơi lạ. Bởi vì hai đứa hồi đó cũng mạnh ai nhại để ngủ chứ phải là ngủ ở đây ngủ đặng. Nhưng mà từ từ phải tập quen với người đó thôi, biết là mới nên phải từ từ tập quen. Nhưng mà quan trọng là thời gian này phải nói chuyện với bà Nam nhiều hơn. Em nói chuyện em phải quan tâm bao nhiêu hơn. Biết sao, tại mười mấy năm chờ chưa không được chăm sóc con cái. Bây giờ em phải dành thời gian lại cho bà Năm nhiều hơn. Đúng rồi. Bù đắp lại cho bà. Những điều mà ông Tám là ông giấu em, ổng không muốn đâu. Tại vì là em còn nhỏ, ông Tám nói sợ em không hiểu biết không. Tối qua nghe em hơi sốc thôi chứ giờ em cũng chấp nhận được rồi nè. Đi đặng nói chuyện với bà Năm đi chứ. Đặng đi. Em đi đặng đi. Đặng nói chuyện với bà Năm. Để bảo bụng á. Bây giờ đặng ăn cơm. Đặng lại chơi nữa. Không đi nha cha. Kêu ông Tám đàng hoàng, cha gì. Kệ nó quen. Cha, cha quen. Cha nuôi cũng được rồi. Cha chị Bình Dương cho nó. Có nội diễn sao ghê trời. Chứ ông là ông cho thiệt mất công ta chửi ông nữa. Nãy giờ tưởng thiệt không á. Đỏ bụng lắm gì nãy giờ cầm cam với tưởng thiệt không á. Nhưng mà ông nội ông uống nước sau lấy gì. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Tới giờ ăn cơm chưa? Rồi mới ăn rồi. Con tính lỡ Nhi chơi xíu rồi về ăn. Mà hồi nãy mà anh nói là có chuyện gì nói con à. Chị nó khó nói quá à. Chuyện gì? Giờ mình là mẹ con rồi thì có gì khó nói đâu. Giờ nói luôn ha. Dạ. Mẹ còn thiếu người ta 50 triệu. Con gắng bằng trả tiếp mẹ được không? Cái gì 50 triệu vậy hả? Mua đồ cho Nhi, nó ra nghề đó, không có tiền đó, cho nó học hành, nó học cái nghề uống tóc, con mua đồ đặt cho nó, giờ kiếm tờ nọ 50 triệu. Mấy nãy hả? Ừ. Mà người ta có kêu là tiền nào trả không hay là... Ta có gia hạn không á? Thì có liền thì trả liền cũng được, không có thì trả từ từ cũng được. Chị phải cố gắng làm rồi trả từ từ đi. Ừ. Chứ giờ không có liền với lại mấy ảnh cũng còn quay á. Ừ. Con đi quay chung rồi trả từ từ. Nhưng mà có gì con lo cho mẹ rồi vừa lo cho ba mẹ con có đẳng luôn. Ừ. Chứ nuôi con hồi lúc tới giờ. Ừ. Mẹ
con xin phép mẹ em vậy thôi. Còn nợ nần thì con làm từ từ trả cũng được. Cũng được. Tao cho mình từ hạn nhưng mà trả lần lần cũng được, không có tiền trả liền cũng được. Dạ. Mẹ cũng đừng có buồn, không phải là con không thích ở đây. Thì hồi lúc trước chơi với Nghiên cũng ăn dằn làm dễ thì con chứ gì. Tại vì nó đi đẳng rồi con đi đẳng chơi với nó, chứ không phải là họ con ở đây. Chị em thì chơi nhau rồi là có gì đâu, mà đâu có nói gì đâu. Mẹ con sợ con đi hoài cái mẹ buồn này kia. Đâu có buồn gì đâu. Sợ buồn là buồn, có mình cứ nợ người ta. Không, nợ có gì đâu buồn. Thì có gì con trả. Với lại Nhi nó làm nè, nó làm rồi nó có vốn nó cũng trả tiếp mà, có gì đâu. Thì chỉ cần vui khỏe là được rồi. Con còn làm được thì con lo. Nãy con nghe mấy ổng ảnh lờ đẳng nó nói là mẹ đây buồn. Càng đỡ buồn chút. Mình định chừng nào mới nói cho cha với chị hai đồ nghe vậy? Đợi 30 tháng 4 này nè. Nhờ chị mày về với cha mày về đó tao nói cho nghe. Nghĩa rồi, cứ nghĩa đi coi. Nghĩa đi nhà lấy quần mặt rồi. Ông xé tay tao giữ vô. Nãy xé anh dậm trong cái đít chống bọc. À, em thấy đít của Nghĩa chưa? Đèn nhìn nó ngầm nhở, nhìn hình tranh thủ gần mày có thời gian gần mới được không hùng, rửa rồi nó mày gần sao được, khoảng đi, tự luôn tự địch luôn hả? Ủa là trời, không có quên, chèn nó hơi trên mối, kìa, mỗi cái mặt người chồng nó dơ, cái bụng mẹ tao mặt rồi quay, qua châu. Đó là trời. Đi ra mẹ. Giờ nó chạy. Nhỏ. Nhỏ. Mà nó lợn. Đi quay ha. Đây nói chuyện này nè. Đây đây. Đây đây bạn chuyện chút. Đi ngoài đi, đi ngoài đi ra. Đi ngoài đi gọi bạn chuyện chút. Đi ngoài. Ngoài à? Lâu người nè. Ngoài bạn. Bạn. Này là anh thông báo một chuyện quan trọng anh em qua đây. Đi đâu? Nhà với cái xài giúp đứa ta. Nhi chắc con này phải không? Để chuyện này lên lỡ đi, cái đầu nghề em đẳng cho gái nghe đẳng đi. Giờ đâu? Thì ở đây anh có bản. Một chuyện quan trọng muốn nói với Tam luôn. Là anh không có khả năng anh thuê Tam làm nữa. Là Tam mình giải tán hết. Tại giờ kênh xuống này, mình không có khả năng mình làm nữa mọi người. Xuống nào xuống? Không mà biết là vậy rồi, kiểu như anh không còn khả năng anh làm nữa, anh đuối lắm rồi, mệt lắm rồi. Anh em đó giờ có công việc gì đó thì cứ về làm công việc cũ đi. Còn không thì đi Bình Dương hay Sài Gòn gì đó xin việc làm đi, chứ giờ tôi gắn thật giỏi rồi, giờ đuối lắm rồi. Cho anh nữa. Không thiệt, không sự, hôm nay anh là có đủ mặt hết trơn, anh mới dám nói. Như clip là hôm nay mình làm một kỷ niệm để dành mình coi thôi. Buồn lắm. Em gánh tiếp cho. Ôi, không có được đâu, gánh gì mà gánh bây giờ, kiểu như do dù mà ba đầu sáu tay cũng lỏng nổi đâu. Phải đơn giản là làm không đâu, phải nãy kia nữa. Anh cảm thấy là không được nữa thì xin thông báo cho em là gì. Bạn nói gì? Giờ anh biết mà, sao nói được giờ, nói đừng nói gì đúng rồi còn gì nữa. Kênh giờ giảm mà giảm đi sức rồi. Ít người xem thôi. Có đâu anh. Anh em đâm thôi. Người đâu, giảm. Giảm hơn nữa luôn. Anh thông báo cho em nghe vậy đó, rồi 21 ngày mai đó anh em suy nghĩ xong, cảm thấy có công việc ổn định nên em cứ làm đi. Còn anh? Đâu có em. Tầm mấy giờ anh lo rồi. Cho ba mẹ anh xong rồi giờ anh muốn đi ra chỗ khác anh làm. Sau đó thì làm biết giờ xong anh vẫn lại làm, không biết cái công việc cũ của anh. Vậy để có công việc của nó thì nó tụi anh phụ cho em đậu, kêu lại cho em làm. Vậy sân học ngày cũng yên đi. Cũng rủi gì đâu, hai đứa học pháp lợi đó. Chịu không? Chịu. Không chịu không được. Giờ tay em buồn vậy.
chứ ổng hết nổi rồi, ổng áp lực quá, đủ chuyện hết trơn hết. Dữ lắm rồi, cũng phải có gia đình rồi này nọ nữa. Đúng không? Đi đâu đi làm kiếm tiền rồi thì nuôi cứ kiếm gia đình rồi sao đúng không? Thì thôi, giờ ai cũng lớn nhưng mà giờ mà anh đi làm thì chắc phải mình không bông rồi. Rồi mình cố gắng nhiều lúc đi. Không có được, đã nói quyết định nó vậy rồi, nhiều lần tham thấy nhiều lần anh cho nó đúng là anh cho, nhưng mà bữa nay quan trọng là hôm nay mọi chuyện rất là nhiều nó xảy ra một lượt một kiểm anh mắt kiểm soát rồi. Thôi giờ tem mình vậy đi, bà Na nó đi làm hết, anh thông báo nhiêu đó anh em tự suy nghĩ. Phải là cố gắng biết nhiêu vô kênh giờ như rồi vậy. Sao giờ anh làm hết nổi thì nhưng chứ lẽ giờ mình quá cố xong rồi thành cố quá không quá cố gì đó dễ vậy. Cho anh đâu thiệt á. Mặc hết rồi. Cho anh giảm cái sợ thì mình thấy được. Cho anh quạt. Dạ cứ đừng cũng đâu có được đâu. Cũng vậy rồi đó. Mình vô đâu có tàn. Chuyện quan trọng với ai mà đi giỡn em. Bây giờ làm clip với đầu tư mới được rồi, không có tiền đầu tư rồi sao mà là con. Đó giờ anh em có thể làm đi. Không vậy có việc gì làm gì nấy. Có hy sinh, mình dạng thôi. Đi làm mê của anh mình vợ, bây giờ làm tiếp. Với đam mê mà nó tao không đẩy ra tiền có gì nuôi được đam mê đúng không? Thế em tiếp cho. Mà dù 10 người, 20 người, 30 người tiếp thì nó cũng vậy thôi. Em tiếp được nghe luôn. Em tiếp được thời gian cũng xong rồi. Tiếp được bao lâu? Kiếm đường dài lâu chứ không phải kiếm người nào nữa đâu. Anh bỏ nó cục vàng của anh nó không bỏ mà. Biết là không bỏ kiểu như là đúng là anh không bỏ được, nhưng mà bây giờ không có kinh phí, không có kinh tế là sao anh sống? Chuyện gì cũng là thực tế. Đó thì muốn đi mình Dương làm thì đi. Bây giờ hết ai cản rồi đó. Đi làm gì làm đi, chứ giờ anh gánh hết nổi thì ai có người thì nó cứ đi làm. Còn như vậy nó qua nuôi ông Tám mà, còn em ở lại thì em nuôi bà Năm. Em làm đời đi đâu làm đó. Dương cái gì đó. Dương làm đi. Mới gần đi sẽ làm đi, anh có quen anh gửi cho công ty cho. Tại anh không có đi, anh có ngày anh ở đây anh không đi. Chả anh có khó khăn gì để 20 tuổi mình đi Bình Dương làm được rồi. Có anh giúp được thì giúp, gửi cho công ty được, gửi. Vậy đó rồi, nói chuyện với Năm sao rồi. Cậu bà Năm có ký gì không? Nãy giờ bà Năm có nói gì không? Nói gì buồn gì? Em nói là bây giờ đang thiếu nợ 50 triệu. Chứ trong thời gian này cũng giúp đến khó khăn quá sao giúp đây. Thì đó. Em là con gái giúp được cái mẹ em được. Trả rồi, em mới trả rồi. Đi làm Dương nó trả từ. Mấy anh em ngồi đây đi quẩn chuyện với Năm chút coi chuyện gì. Rồi tính tường tính tiếp. Ôi, buồn quá à. Buồn, ai cũng mới buồn chứ. Tại em mới lớn, phải dồn dập vô nữa em mới buồn. Quen em hết buồn. Anh chuyện gì mà nó đến, nó sẽ đến liên tục. Đúng rồi. Nhưng anh bình thường anh trải qua nhiều chuyện lắm rồi. Chứ không phải đâu mà nó đến chuyện này xong cái nó ngưng một thời gian nó đến nữa đâu. Nó đến dồn dập luôn. Nhưng mà mình đó lúc khó thở với chuyện. Mình đến tuổi 20 là mình lớn rồi đó. Mình lớn rồi đó. Mọi chuyện sẽ đến với mình nhiều cái lắm. Mọi thứ để lo đi. Ừ. Này ăn cái gì nói chuyện gì. Trời ơi. Ba lớn rồi mà. Ta lớn rồi ông nội. Ta sắp tới vợ rồi mình nhớ qua. Gì 30 tuổi rồi anh. 28. 30. Trời ơi. Chỉ trong độ tuổi giờ không có quan trọng. Quan trọng bây giờ lo
tương lai như nè. Mấy anh sao rồi, đi đâu? Thì mình chưa biết, mấy anh chưa biết nữa. Thì mình cứ vậy thôi. Thằng này cũng như là công ty này nọ, giờ mình cũng có kinh nghiệm phải không? Mình kiếm việc được. Quan trọng là em á, em chưa đi làm lần nào đúng không? Chưa làm công ty lần nào đúng không? Không có một mình. Lần nhưng mà ở gần nữa là chứ đâu đi xa. Công ty á, anh quen nước quen cái ngoài ngoại rồi, ngoài thành nói thì nói chung đi cũng bao năm trời mới đổi gì. Còn tiền với nhãn Sài Thành. Sài Thành đúng rồi, còn gì nữa? Ừ, là xa với bản hả? Đúng rồi em ơi, chứ mình phải buộc, phải chịu, phải chấp nhận rồi. Chuyện nó đến mức này rồi, bây giờ làm sao cản được. Trời ơi, mấy anh còn buồn nhiều nhẹo em nữa. Biết bao nhiêu kỷ niệm. Sao mấy bạn gì? Tiếp này quay để dành kỷ niệm. Thì nói thì xa mấy bạn chứ bạn gì mấy. Xa, xa một thời gian thôi. Cái tỷ lúc chừng nữa có tiền ừ, làm lợi. Chừng đó anh em mình làm có tiền không á, anh em mình hùng mình làm lợi nữa. Đúng rồi. 40 tuổi rồi đó, làm lợi. Chuyện không có. Lúc đó mày còn sống thì mày làm lợi. Cái chuyện không có không giọng gì, còn sống thì làm tiếp. Lúc đó mình. Lúc đó ông lãnh lương hưu á. Thì gom lại lương hưu rồi dồn lại rồi anh em làm. Thì khùng quá lương hưu mình làm trong nhà nước, còn này mình làm công ty có lương hưu đâu. Đó. Thì bác chồng 400 ngàn. Viện trưởng lão phải lâu. Thì cho ơi, viện trưởng lão quay cũng được á. Nguyên băng quay với mấy thứ mà nói chuyện này kia. Ai Sơn? Ai? Sơn vô, Sơn vô ấy làm được mày. Lấy gì? Sơn vô điện máy xanh được nè. Độc lão bên dưới. Độc lão bên dưới làm. Nội thì cho mà ổng lại Việt Nam. Sao rồi, em định sao rồi, chơi cuối giờ rồi. Lệnh trong nha. Thì chứ giờ chứ biết sao giờ. Chứ không gì mới đến mình tắt cam cho mình. Dạ. Tắt cam đi. Rồi giờ anh tắt nha anh. Tắt đi. Mình lưu lên chuyện. Thì quay cho thôi để dành cái điểm cho mình coi. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ giải tán đi về. Rồi anh em chuẩn bị hành lý gì đó muốn đi làm đâu đi làm nha. Sau này có duyên thì gặp lại. Nha. Ok. Ngồi đây chút xíu đi. Bây giờ ba đi. Về ba đi nha. Bọn em bên đây thì giải nói chuyện nè, nó thì giờ tôi quyết định là tôi không có làm tiếp. Thì đó giờ chú Béo, anh Cảnh, thằng Tý, thằng Nghĩa, thằng Minh làm đó giờ làm công việc gì thì là y làm công việc đó, còn không có thì xin. Tôi cũng vậy thôi. Thì quan trọng là tôi đang tìm công việc của tôi để tôi làm lại. Ha. Bên đây làm hết đi, ngồi dưới đây giờ tôi về trước. Thôi giờ anh em giải tán luôn đi. Ngồi đây xíu đi, không về trước, không về trước đi. Đi dài đi. Đi dài đi. Dạ đi ngồi ơi. Nhà kiếm. Ngồi đây mày ngồi đi. Tao đi về trước. Dễ đây thêm đau chứ lại. Mày bây giờ làm cho đủ thời gian mày đi kiếm việc làm đi. Tao đi kiếm. Ngồi đi. Vậy với nó, thôi ngồi vậy với nó thì tao về trước. Xin đi kiếm đi đen xin đi ghe làm quân. Đi trước nha. Ừ, về đi. Mày lấy ghe chung với hai chồng đó mày ăn cơm chó rồi luôn con. Thôi dạ. Chắc xin vô điện mấy xanh làm lợi quá. Anh đi nha. Có gì đâu, khóc gì. Tại vì khóc giỡn mà. Đến. Tại vì khóc với em. Đến đi, giỡn mà. Gì khóc. Đến. Lên. Đi đập không đâu rồi. Đi đâu rồi. Đi khóc cái gì. Đi lên lấy đập. Có xa nhau anh ơi. Có xa đâu đây mà, có đi đâu đâu. Đây đi làm ngày sạch nước sát bên chứ. Không xa nhau cho kêu lấy vợ rồi về. Phải đâu tại đi vô đây kêu em đi giác công đoàn cho mình léo. Tôi phải xài ra muốn được đúng không? Để cậu nói về giấc ảnh. Bây giờ tụi con cho anh ngon quá đó. Nín đi, đi cho đi bé bắp. Nín đi, anh chở đi bé ớt nè. Rồi đánh chọc mọi người. Thấy khóc tội nghiệp đúng không? Mình nhìn ngoài mà, nhìn ngoài muốn rơi nước mắt như vậy. Khóc mà gung luôn mày. Nên. Vậy. Giỡn mà ai đâu mà đi, ai mà bỏ được. Là không có hả? Không. Nhưng mà em có bà đánh cái nợ thì cho thiệt. Cái nợ thì em trả mà mình đừng có đi. Chứ là không có ai nợ chứ em vẫn là con của anh Tám như vậy đâu. Em vẫn là con của anh Tám. Tại vì ba em cho anh em á. Ủa dạ. Vậy em đập cha em đi. Rồi xong đó anh Tám chạy xe đi đâu rồi đó. Rồi. Tám đi đâu nữa rồi. Tại vì kêu lo như vậy. Chơi cũng không phải gì mà. Chẳng như quá. Không dám làm nữa. Còn bà Năm. Bà Năm là mẹ của Nghi. Không phải mẹ mày đâu. Là mẹ Hụt, mẹ vợ Hụt của Hụt. Thôi là chào cấp điện.
Thì tụi mình vẫn vậy mọi người, chứ tại vì cho anh qua cho anh lợi thôi, chứ giờ nó lẽ nó nhỏ mà nó láo quá thì mình phải chơi nó lợi. Láo rồi nào. Mày coi coi mày có láo không? Sọt chưa? Thôi giờ mình sẽ kết thúc đây đây bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nhớ để lại cho mình những cái lời hay tiếng đẹp nha mọi người.